free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer while we're so ashamed to be alive. Break the chains and our freedom's ours to take. Anh em đã có nhu cầu đóng coi uy tín chất lượng, giá ưu đãi thì có thể liên hệ mình qua fanpage Bao Game, link page hoặc là số Zalo mình đã để dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Bao Game đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi làm về một con hàng mà như ngày hôm qua mình đã nói trong cái box Epic Free, đó chính là Roberto Carlos anh em ạ. Ok, mình sẽ đi trải nghiệm Carlos anh em nhá. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi nâng cho anh em xem qua cái cách nâng của mình. Cách nâng này thì huấn luyện viên Sabi cũng có thể lên được 102 anh em ạ. Nếu mà nâng theo cái cách nâng mà mình đăng trên page thì chỉ lên được 101 với huấn luyện viên Sabi thôi. Còn cách này sẽ lên được 102 anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi check qua cái chỉ số của Carlos. 1m68 hơi thấp và 24 tuổi và thuận chân trái. Nhưng mà không sao cả, Carlos thì vẫn thoải mái với cái thể hình như thế này nhờ cái tốc độ rất nhanh. Style là style tấn công anh em ạ. Hậu vệ có thiên hướng tấn công. Đá được cả DM nhưng mà mình nghĩ chả cho vào đấy làm gì đâu. Tấn công là 73, này điều khiển bóng là 78, dê bóng là 83, xử lý không gian hẹp là 74, chuyền thấp 75, chuyền bổng là 82, dứt điểm là 75, đánh đầu 66 thôi, thể hình như thế mà. Sút phạt 88 và độ xoáy là 91 anh em nha, độ xoáy là ngon này. Nhận thức phòng ngự là 73 này, xoạc bóng là 79, hiếu chiến là 85 và tham gia phòng ngự là 82. Tốc độ 101, tăng tốc là 98 và lực sút là 99, bật nhảy, thôi bật nhảy nói làm gì nữa. Tỷ đề cũng như vậy, thấp luôn, thăng bằng là rất tốt là 95 để có thể hỗ trợ cho cái việc mà có cái phần nào đó là tranh chấp. Và thể lực là 99, thoải mái để anh em chạy tẹt ga luôn từ đầu sân đến cuối sân. Skill sẽ được cái chỉ số được bóp thêm tốc độ này, tăng tốc, thăng bằng và thể lực. Skill sẽ có sút xa, sút xoáy nhá, nấc cờ sút, racing sút, dứt điểm tư thế khó, sút một chạm, pinpoint, trời ơi, outside color, low left pass, long thru là bộ skill của Roberto Carlos. Cái bộ skill này thực sự rằng rất nhiều những tiền đạo phải mơ ước đấy anh em ạ. Đầy đủ skill sút luôn ạ, trời ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu đầu tiên cùng với cả Roberto Carlos anh em nhá. Thì thật ra ngày hôm qua là đúng là ngày hôm qua không nhở? Hay là ngày hôm kia ấy, có một bạn đã cho mình mượn nick rồi và mình cũng đã vào trải nghiệm rồi. Mình đá đủ các thứ rồi, bạn ấy còn cẩn thận là rất nhiệt tình là ép luôn cả skill cho mình để mình vào test. Nhưng mà thấy deck nào mình đá hôm đấy, nhưng mà thật ra mình chả muốn nói cái lý do này, tại vì nhiều anh em lại khá là tiêu cực, cứ không tin, bảo là mình mõm các thứ, nhưng mà mình đá thua 5 trận anh em ạ. Thua 5 trận liên tù tì luôn, ôi nguy hiểm quá. 5 trận liên tù tì, highlight thì rất nhiều, thực sự highlight với Roberto Carlos thì rất nhiều. Ở đầu trận là mình phải cắt bớt đi đây, mình còn thực sự còn rất nhiều, mình xóa đi bao nhiêu. Tại vì lên Roberto Carlos lên rồi tấn công các kiểu tạt tủng đẹp mắt các thứ, cuối cùng là không thể vào được, không thể làm cách nào đưa bóng vào gôn. Nhưng đây là một tình huống xử lý rất hay của Neymar. Một cái tên khác của Brazil, đó chính là Neymar Giro đã lên tiếng ở bàn thắng đầu tiên. Một tình huống phản công nhanh và Neymar với kỹ thuật, với khả năng xử lý, khả năng dứt điểm đã khiến cho các cầu thủ áo trắng rất ngơ ngàng với pha bóng này. Một tình huống xử lý quá dẻo của Neymar. Chúng ta sẽ quay trở lại với Carlos. Đáng ra là mình định ngừng luôn, mình chả làm Carlos nữa anh em ạ. Mình đá toàn thua hoặc là mình đang định còn đăng video thua cho anh em xem cơ. Nhưng mà nó cay quá, mình sợ anh em xem cũng cay đụng theo. Kiểu mình cay, mình không muốn làm video luôn. Nhưng mà thế deck là mình vào Konami lại kiểu khá là đền bù đấy, lại cho mình quay ra Carlos. Thế là mình cũng thôi, mình cũng làm luôn. Và hôm qua mình đã cũng tầm chục trận, cũng gọi là 50-50.
trận thắng trận thua. Erling Haaland, Erling Haaland rồi xong. Erling Haaland đã có bàn thắng. Ở trận đấu quay trở lại vạch xuất phát mà chúng ta vẫn chưa thấy được sự xuất hiện nhiều đến từ Roberto Carlos. Nói chung thì nói về Carlos thì trong cái box này thì anh em đánh giá là Carlos là ngon nhất. Cá nhân mình thì đúng là cặp cánh của Brazil thực sự là chất lượng anh em ạ. Còn ba con hàng còn lại thì nó ở mức ngon, đá tốt. Còn hai con hàng của Brazil là đá thực sự là mê. Hai con hàng chạy cánh hậu vệ anh em nhá, không phải là Denison nhá. Denison là gọi là hàng gọi là hàng đính kèm thôi anh em ạ. Cú dứt điểm không được, khoảng cách khá xa. Mình lại còn là một thằng sút phạt khá là ngu. Có lẽ là anh em xem video của mình hình như chỉ thấy đâu đó là một tình huống sút phạt vào thôi sao, còn đâu là chả thấy. Erling Haaland được chọc khe nguy hiểm, không được. Một tình huống mắc lỗi việt vị đến từ Mbappe. Pha thoát xuống cánh được chuyền ra phía bên trong, rất nguy hiểm. Ở hiệp 1 thì chúng ta chưa thấy sự xuất hiện nhiều của Roberto Carlos. Ở ấy, đây, hôm qua mình còn bị cái này 3 lần liên tiếp cơ. Ném biên xong là trôi bóng à, cày vãi đái ra. Đặt bóng tốt đến từ Rory. Bellingham, Bosco. Tình huống lên bóng này đây, Roberto Carlos. Đối với Roberto Carlos thì những cú tạt nó ở cái tầm gọi là 7 đến 8 điểm ở những cú tạt của Roberto Carlos. Đấy rồi, một pha thoát xuống ngay, cú tạt bóng vào trong dành cho Kai Havertz. Một tình huống đánh đầu hay của Kai Havertz. Còn Roberto Carlos thì sao? Không thể tạt cú nào cũng vào đầu như David Beckham hay những đường tạt khó chịu của Gareth Bale. Nhưng những cú tạt của Roberto Carlos vẫn có đâu đó được sự nguy hiểm. Tạt 10 thì nhất anh em cũng phải ăn được 7. Một tình huống mà Roberto Carlos đã thoát xuống biên hay và tung ra một cú tạt vào trong dành cho cậu cài. Rất đơn giản. Nhưng mà tốc độ là rất khủng đến từ Carlos anh em nha. Băng lên nhanh mà băng về cũng nhanh luôn. Mặc dù là cái thể hình của Carlos không thể nào tranh chấp như Costa Cuta hay là Wan-Bissaka hay là các cái hậu vệ mà chuyên thủ khác. Nhưng mà với cái tốc độ như thế này thì Carlos sẽ có cái khả năng đeo bám khá là khó chịu anh em ạ. Những tình huống mà đua tốc thì Carlos cũng không ngán ai cả. Thể hình nhỏ nhỏ nhưng mà đeo bám khó chịu thì cũng sẽ khiến cho các tiền đạo của bạn phải có những tình huống xử lý khó khăn. Lại là Neymar thoát xuống này, xử lý rất khéo. Carlos cũng đã băng lên rồi. Tốc độ của Carlos, cú tạt bóng vào trong, dứt điểm không được. Carlos băng lên rất nhanh nha, nhưng mà chúng ta sẽ phải thủ thật chắc, nếu không là đội bạn sẽ khoét khá là nhiều cái cánh như này. Mình đang bị khoét anh em ạ. Thì mình đang hơi lạm dụng cái những tình huống lên cao của Carlos. Đá thì anh em không nên quá lạm dụng như thế đâu. Chúng ta sẽ bị khoét vào đấy và nhiều tình huống sẽ dẫn đến bàn thua. Tốc độ rất nhanh của Neymar. Vẫn là Neymar. Ngoặt lại, Carlos lại lên rồi. Đường tạt bóng cho cậu Kai tiếp một lần nữa và đó là cú đúp của Kai Havertz. Một lần nữa thì Kai Havertz đã được Roberto Carlos đặt cho một quả bóng vào đầu. Và vẫn là dấu ấn đến từ tốc độ của Neymar. Những tình huống đi bóng rất khó chịu. Có một đường ngoặt lại nơi mà Carlos đã có một khoảng trống tốt để có thể tung ra một cú tạt như đặt vào trong dành cho Kai Havertz. Không hiểu De Ligt đang làm cái quái gì không, qua bóng vừa rồi khiến cho Kai Havertz đứng nguyên giơ tay xin bóng luôn mà. De Ligt đang thể hiện một phong độ rất giống với ngoài đời. Đấy sẽ là một điểm cộng cho Konami tại vì làm cái AI giống quá. Ok, và trận đầu chúng ta nguy hiểm, không được. Trận đầu chúng ta sẽ lụm trận thắng anh em ơi. Sau rất nhiều trận đấu mà mình không thể nào ghi bàn thì chúng ta đã có một trận thắng. Những trận trước đó thì rất nhiều highlight nhưng mà vấn đề rằng là không có bàn thắng anh em ạ. Không ghi nổi bàn luôn. Dứt điểm kiểu gì cũng không được. Ok, sang trận thứ hai thì mình sẽ đẩy Roberto Carlos lên đá vị trí LMF anh em ạ. Ở cái vị trí này thì mình cũng không khuyến khích anh em đá quá đâu. Nếu trận nào anh em bí quá rồi mà anh em đang có những cầu thủ mà xuống phong độ, anh em cũng có thể đẩy Roberto Carlos lên đá vị trí này cũng được. Chúng ta sẽ tận dụng cái tốc độ để leo biên và tạt. Nhưng mà thực sự rằng khả năng phối hợp khi mà đá một cái tiền vệ chạy cánh thì mình lại không thấy được đánh giá cao của Carlos. Đấy rồi, cắt bóng tốt đến từ Roberto Carlos và cú dứt điểm của Carlos. Roberto Carlos cũng là một trong những hậu vệ
có những khả năng dứt điểm rất tốt. Và đây là một ví dụ điển hình. Không, đây là thực tế rồi, đây là thực tế mất rồi. Đó là một sai lầm khiến cho Carlos phải ghi bàn. Thực sự rằng những tình huống dứt điểm của Roberto Carlos từ ngoài vòng cấm sẽ là một món quà dành cho anh em. Đóng thì thôi, những cú rocket thì anh em không cần phải bàn rồi. Thực sự rất căng. Nhưng vấn đề rằng chúng ta có... Ê! Ui, đội bạn ghi bàn luôn rồi á. Mà vấn đề rằng chúng ta sẽ có khoảng trống để chúng ta vung chân hay không. Đây rồi, Roberto Carlos. Cú tạt vào trong, rất nhanh, bóng đi nhanh. Nhưng mà không chính xác. Nói chung thì Carlos thì tạt tầm 7 thì 7 trên 10 anh em ạ, 7 trên 10 từ những cú tạt của Carlos. Như vậy là ổn rồi anh em ơi. Quá ổn rồi, tốc độ nó nhanh nữa. Leo biên cũng sướng. Được rồi, tốc độ rất nhanh này, Roberto Carlos. Dứt điểm, không được. Không có góc rồi. Rồi bạn bị khá là nhanh. Cái chỉ số rơi bóng của Carlos thì cũng không phải hay, cho nên là mình cũng không thể nào mà múa máy được. Nó khá là bị văng bóng và khá là cứng nữa. Nếu mà như kiểu là Gareth Bale thì không cần skill mình vẫn múa được, nhưng mà Carlos thì không anh em ạ. Đường tạt vào trong, lại không đánh được đầu. Kevin De Bruyne vẫn không vào, vẫn còn. Liên tục là những tình huống ngã đành. Chúng ta đang chưa may mắn. Roberto Carlos không thể vượt qua được Costa Curta. Tốt, lên bóng, Kevin De Bruyne. Tốc độ rất nhanh đến từ Roberto Carlos. Roberto Carlos đường tạt bóng, một lần nữa đưa vào tay thủ môn. Đấy, Roberto Carlos thì tạt không thể nào mà như kiểu Beckham hay là Gareth Bale được. Đó là một điều không thể anh em ạ. Đó sẽ là một cơ hội để chúng ta lập một cú siêu phẩm. Một cú siêu phẩm của Carlos. Quá hay. Một cú dứt điểm thẳng vào tay thủ môn rồi bạn. Trận này thì Carlos đã có rất nhiều tình huống truyền về cho thủ môn của đội bạn rồi. Bây giờ đang khó đấy anh em ạ. Chúng ta tấn công khá là nhiều, nhưng mà sức sát thương để lại thì lại không cao. Phản công Lamine Yamal, Ronaldo, Kevin De Bruyne. Đường truyền dành cho Roberto Carlos. Khoảng trống đây rồi. Ở trong có Lamine Yamal. Quá tuyệt vời. Roberto Carlos ghi bàn trận đấu này. Và bây giờ là kiến tạo ở những phút thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Đội bạn đã quá mải mê tấn công, khiến cho hàng phòng ngự để lộ rất nhiều sơ hở. Và chúng ta đã làm tận dụng rất tốt những khoảng trống đó. Bây giờ là 2-1. Trận này Carlos đang chơi thực sự rất nổi bật anh em ạ. Đúng là đá trên hàng tiền vệ nó phải khác, tấn công nhiều hơn, tham gia trực tiếp và những bàn thắng sẽ nhiều hơn đấy anh em ạ. Tốc độ không được. Costa Curta, chặt bóng hay đến từ bé Carlos. Carlos, tốc độ quá nhanh. Carlos, ngoặt vào. Ôi giời, vẫn còn này, rất nỗ lực luôn này. Ruben Neves, đường truyền cho Lamine Yamal. Lamine Yamal, giời ơi, thủ thành của bạn bắt điên thế. Rồi rồi, mất bóng rồi. Đường truyền ra cánh cho Carlos. Đây rồi, tốc độ đây rồi, đuổi đây, đuổi đây. Đuổi đây, đuổi đây, tạt bóng vào trong, dứt điểm, không được. Trời đất ơi. Quá là đen. Di Maria. Đội bạn chỉ dình để tạt đấy, đội bạn cũng dình để tạt giống mình đấy. Ơ, quá người hay quá này, quá dẻo này. Dẻo quá rồi làm gì, quá hay. Làm gì, Erling Haaland, làm gì, không được. Đường truyền, ơi, đường truyền không phải là một đường truyền tốt. Di Maria. Đường tạt bóng vào trong, không có gì nguy hiểm với Maimenan. Cái gì của xuống biên đang là sự lựa chọn khá tốt anh em ạ. Khi mà đội bạn đang khá là thoáng cái biên này. Ok, phối hợp của gì nhỉ. Hay rồi. Làm bản nữa chắc cú nào. Khó quá anh em ạ. Đội bạn đang thu hồi bóng khá là hay. David Beckham. Đường truyền đã bị Carlos bắt bài. Nói chung thì cái điểm mạnh nhất của Carlos đó chỉ là tốc độ rồi, cũng như là những tình huống dứt điểm tuyến 2. Khá là điên đầu đấy anh em ạ.
Và xử lý hay. Đường chuyền được không? Không chuyền được và trận đấu cũng khép lại với tỷ số là 2-1. Một trận đấu mà Roberto Carlos cũng đã có cho mình được một bàn thắng cũng như là một kiến tạo. Bây giờ thì có lẽ mình xin kết thúc cái bài trải nghiệm nhanh của mình về Roberto Carlos ở đây thôi. Và nếu như anh em nào đang có nhu cầu đọc coi thì có thể liên hệ mình qua fanpage Vào Game hoặc là số Zalo mình đã để link dưới phần mô tả anh em nhé. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.